cho đến viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lại nữa, thiện hiện, hiện tại tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở vô lượng vô số vô biên thế giới trong mười phương đang thanh tịnh thuyết pháp, cũng dùng thần lực gia hộ các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này, giúp họ ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế đều không bị chướng ngại, cũng khiến cho họ viên mãn bát nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa cho đến viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lại nữa, thiện hiện, hiện tại trong mười phương hằng hà sa số chư Phật ở các thế giới và tất cả chúng đại Bồ Tát bất thố truyền, cũng dùng thần lực gia hộ các thiện nam thiện nữ trụ Bồ Tát thừa này, giúp họ ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế đều không bị chướng ngại, cũng khiến cho họ viên mãn bát nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa cho đến viên mãn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng.